Ban Bí thư vừa ban hành quy định số 101 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí. Quy định này sẽ thay thế cho quy định số 75 ngày 21 tháng 8 năm 2007. Theo quy định số 101, tiêu chuẩn và điều kiện của lãnh đạo cơ quan báo chí phải là đảng viên, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, không bắt buộc đối với cơ quan báo chí thuộc tổ chức tôn giáo, tốt nghiệp đại học trở lên, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về báo chí. Lãnh đạo cơ quan báo chí cần có thời gian hoạt động trong lĩnh vực báo chí xuất bản ít nhất 2 năm. Về độ tuổi bổ nhiệm, đối với lãnh đạo cơ quan báo chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đối với lãnh đạo cơ quan báo chí thuộc cơ quan Đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phải còn đủ thời gian để công tác ít nhất 60 tháng trở lên. Lãnh đạo cơ quan báo chí không thuộc hai nhóm trên thì phải còn đủ thời gian để công tác ít nhất 60 tháng trở lên và tuổi tối đa giữ chức vụ lãnh đạo không quá 65 tuổi đối với nữ và 67 tuổi đối với nam. Người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí không được kiêm giữ chức vụ lãnh đạo cơ quan báo chí. Lãnh đạo cơ quan báo chí này không được kiêm giữ chức vụ lãnh đạo cơ quan báo chí khác.